Dạo này người ta nói nhiều về ước mơ, hoài bão, hạnh phúc, về cách làm sao để phát triển bản thân và có đời sống tinh thần phong phú. Nay tôi xin mặn phép tám nhảm về tứ khoái của người Việt. Đó là bốn nhu cầu tạo nên khoái cảm cơ bản nhất trong cuộc đời con người. Chúng tầm thường, dung tục mà cũng rất thanh cao và vô cùng ý nghĩa. Tứ khoái ở đây bao gồm ăn, ngủ, quan hệ và bài tiết. Bàn về tứ khoái có rất nhiều câu chuyện và giai thoại. Trong kho tàng ca dao, tục ngữ, văn thơ của người Việt cũng nói rất nhiều về đề tài này, một cách hóm hỉnh, phong phú nhằm thể hiện ước muốn của các cụ ngày xưa về một cuộc sống khỏe mạnh, sung sướng và đầy đủ. Bài viết dưới đây là một vài cảm nhận về quan điểm và trải nghiệm của bản thân tác giả liên quan đến tứ khoái, vì vậy sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ còn hời hợt, nông cạn và phiến diện, nên là anh em bỏ qua cho nhé. Ok, chúng ta hãy vào nhất khoái là ăn. Ăn là một nhu cầu được xếp đầu tiên trong tứ khoái, cho thấy mức độ quan trọng của nhu cầu này đối với đời sống con người như thế nào. Đó là hành động đưa thức ăn vào bên trong cơ thể, chuyển hóa dinh dưỡng thành năng lượng để nuôi sống, giúp cơ thể hoạt động và phát triển. Phàm là làm bất cứ chuyện gì lớn trong đời, trước tiên phải có thứ bỏ vào bụng đã rồi mới tính tiếp. Vì có thực mới vực được đạo mà. Nhưng mà cũng chính vì vậy mà nó bị gán làm nguyên nhân của mọi sự thất bại, hèn nhát của con người ở xã hội cũ. Nhà văn Nam Cao đã từng đau đớn thốt lên rằng miếng ăn là miếng nhục. Còn nhà thơ Xuân Diệu thì cũng đồng cảm, cơm áo không đùa với khách thơ. Còn dân gian thì chuyển miệng câu miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan trên đầu. Và còn cả hai câu thơ này nữa của cụ Chế Lan Viên mà tôi nhớ nhất: lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con, chết trong người đi tìm hình của nước. Nỗi lo về miếng ăn, sao cho cái thứ lấp đầy cái bụng rỗng mỗi ngày, đã giết chết không biết bao nhiêu ước mơ, lý tưởng của nhiều người, không chỉ ở xã hội cũ mà còn cả ở trong thực tại. Nhưng theo tôi, đó chính là lý do mà các cụ xếp ăn vào cái khoái lạc đầu tiên của con người. Một cuộc sống không phải chỉ là ăn để sống, mà còn là ăn để thưởng thức, để ăn ngon. Hành động ăn được nâng tầm lên một giá trị tinh thần, văn hóa. Và đó cũng chính là một trong những khoái lạc của con người. Vậy thế nào là ăn ngon một cách khoái lạc nhất? Là ăn đúng cái món khoái khẩu của mình? Hay là cái cảm giác vị của món ăn nó tràn cả khoang miệng, dần dần nơi đầu lưỡi, mắt tít lại với cái vẻ đầy thỏa mãn? Ăn ngon, hiển nhiên phải trải qua những cảm giác đó, nhưng mà chưa đủ. Giả sử như thế này, trước mặt bạn là món ăn mà bạn rất yêu thích. Nhưng người ăn cùng bạn lại là đối tác, là khách hàng và đang trong giai đoạn thuyết phục để ký hợp đồng. Vậy liệu bạn có thể ăn ngon hay trong đầu chỉ quanh quẩn cái tờ hợp đồng quan trọng ấy? Hay là trong trường hợp khác, bạn đang phải ngồi ăn trong cái căn phòng chật hẹp, bốc mùi ẩm mốc, rác thải, bên ngoài thì trọi tiếng hát ư ử của hàng xóm với lời ca. Thì bạn có thể ăn ngon được nữa không? Nếu mà trong cái tình huống ấy mà bạn vẫn có thể điềm nhiên thưởng thức, thì xin chúc mừng, bạn đã đạt đến cái cảnh giới tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Như vậy, ăn ngon không chỉ gói gọn trong việc thưởng thức món ăn, mà còn bao gồm là ăn với ai, ăn ở đâu, vào thời điểm nào. Và đối với tôi, ăn ngon không bao giờ là ăn một mình. Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua, chết trong khóc bạn của Nguyễn Khuyến. Có món ăn ngon, ngồi trong không gian lý tưởng, sông nước hữu tình, nhưng mà lại chỉ có một mình, thì thú thật, tôi chẳng buồn đụng đũa luôn ấy. Cái sự khoái lạc cũng chỉ còn một nửa. Trong tiếng Trung và tiếng Nhật, thì chữ nhân nhìn tựa như hai con người dựa vào nhau. Tôi là một mảnh ghép không hoàn hảo, và bạn cũng là một mảnh ghép không hoàn hảo. Tôi và bạn dựa vào nhau, chúng ta cùng là người. Thật ra thì nếu tìm hiểu kỹ, thì cái chữ nhân này còn mang rất nhiều ý nghĩa hay ho nữa. Nhưng mà tôi thì thích ý này nhất. Cuộc đời không có tri kỷ, thì mọi khoái lạc cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Nhị khoái là ngủ. Ăn ngon xong xuôi rồi thì làm gì? Đi ngủ chứ làm gì nữa? Căng ra bụng thì trùng ra mắt. Chuẩn rồi. Ngủ
là cái khoái lạc xếp đằng sau ăn. Một giấc ngủ ngon, sâu sẽ khiến tinh thần trở nên khoan khoái, dễ chịu, hồi phục năng lượng sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Ngược lại, ngủ không đủ, khó ngủ, mất ngủ sẽ khiến cho cơ thể vật vờ như xác sống trỗi dậy và người sẽ trở nên bẩn tính một cách kinh khủng. Tôi còn nhớ những lúc trái gió trở trời, căn bệnh của tôi lại tái phát. Mỗi lần như vậy, tôi lại được một đêm không ngủ. Mũi thì khò khè, khó thở, hai mắt thì nặng trĩu mà không sao ngủ được. Tôi vật vã, cứ trở mình liên tục như thế suốt đêm. Thỉnh thoảng quay sang nhìn con bạn ngủ say như chết, trong cái tướng thì chẳng thể nào đẹp đẽ hơn. Nhìn mà tôi phát bực, chỉ muốn véo cái má nó một phát thật mạnh để cho nó tỉnh ngủ chơi. Cơ mà tôi cũng không muốn con cháu mình khát nước. Thế nên là thôi, đành nhịn cái ham muốn ấy xuống và cố chờ đến lúc hơi thở ổn định trở lại để được ngủ. Đấy, thế mới nói cái sự mất ngủ sẽ làm cho ta trở nên bất tính dễ sợ luôn. Chỉ khi nào mà mất ngủ thì mới thấy quý những cái ngày mà đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay lập tức, ngủ một phát đến sáng, tỉnh dậy thì thấy người khoan khoái, tràn đầy sinh lực. Những ai đang trong độ tuổi làm việc, được người thương mang tên deadline dày vò mỗi ngày, hay phải chạy dự án thức đêm mấy ngày liền, thì hẳn điều hạnh phúc nhất với họ là được nghỉ, được ngủ. Ăn được, ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thèm lo. Trong ca dao. Một giấc ngủ sâu, không mộng mị, không nghĩ ngợi, không lo lắng. Và nếu mà được mơ thấy crush làm cái chuyện ABCXYZ thì khoái lạc không còn gì bằng luôn. Nhưng mà để có được một giấc ngủ ngon như vậy thì phải làm gì? Không tính đến những người thức khuya làm việc, chăm con và bị chứng mất ngủ nhé. Đơn giản lắm. Dồn hết năng lượng làm việc như điên vào buổi sáng, không làm gì trái với lương tâm đạo đức, thì tự nhiên đến đêm đặt lưng xuống là có thể đánh một giấc ngủ ngon ngay thôi. Tam khoái là quan hệ. Trong tứ khoái thì có lẽ cái khoái thứ ba là chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nó đem lại cái khoái cảm, thăng hoa cho con người về cả mặt cảm xúc lẫn xác thịt. Sao đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời. Trong ca dao. Không chỉ vậy, tình dục hòa hợp còn là chất xúc tác cho tình cảm thêm khăng khít, thắm thiết, là dầu đổ vào lửa tình thêm nồng cháy. Nhiều cặp vợ chồng ban ngày hục hặc, cãi nhau chi chóe như chó với mèo, về đêm là một trận thỏa mãn, là lại gọi nhau chồng yêu, vợ yêu đầy tình cảm ngay. Nên ông bà ta nói cấm có sai, vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Ấy vậy mà người ta thường tránh nói về tình dục, vì sợ, sợ bị xem là không đúng đắn, là có lòng tà ý gì đó ở đây. Các tác phẩm văn chương có yếu tố này thì thường được đánh giá là sôi thịt, phồn thực, gọi con nắng về. Tất nhiên thì cũng có những tác phẩm đổi chuyện thật sự, nhưng không nên đánh đồng tất cả. Có ai cho rằng thơ của thi quỷ Hồ Xuân Hương là đồ trụy không? Mùa hè hay hẩy, gió nồm đông, thiếu nữ nằm chơi quá sức nồng, lược trúc trải cài trên mái tóc, yếm đảo trễ xuống dưới nương long, đôi gò bồng đảo xương còn ngậm, một lạch đào nguyên nước chửa thông, quân tử dùng rằng đi chẳng dứt, đi thì cũng dở, ở không xong. Trích trong thiếu nữ ngủ ngày. Rồi còn cả bài này nữa, dài quá nên thôi mình sẽ không đọc, chỉ cho mọi người xem vậy nhá. Đánh cờ người, chẳng phải đây là một bài thơ không thể nào chân thực hơn về cái cuộc mây mưa mãnh liệt của chàng với thiếp hay sao? Nhưng mà cũng không ai có thể phủ nhận, đây là bài thơ tả về một trận đánh cờ đích thực của hai kỳ phùng địch thủ. Nhưng mà cũng hơi kỳ lạ một chút, là lại lôi nhau ra đánh cờ vào đêm khuya chằn trọc. Thơ của Hồ Xuân Hương nói về tam khoái của con người một cách tục tục mà lại thanh thanh, đem một trò chơi trí tuệ rất tao nhã làm ẩn dụ cho cái chuyện giao hợp vốn được cho là dung tục của con người. Vì vậy, không phải cứ viết về quan hệ là quy cho đổi trụy, là gọi nắng về, mà còn phải đặt nó vào bối cảnh chung của toàn bộ câu chuyện, của dụng ý của tác giả. Không chỉ trong tác phẩm văn chương mà ngoài đời cũng vậy. Tôi nghĩ là cũng đến lúc mà chúng ta nên cởi mở hơn và nghiêm túc hơn khi nói về chuyện này. Vì khác với xã hội xưa, giới trẻ bây giờ cũng đã có cái nhìn thoáng hơn về tình dục. Phụ nữ không còn ám ảnh chuyện chính tiết và đàn ông thì không còn khắt khe hay đánh giá nhân phẩm phụ nữ chỉ qua cái mảng thịt mỏng ấy. Ông nào mà vẫn còn bảo thủ, còn khắt khe trong vấn đề này thì dễ là sẽ bị hội Eva ném đá là nhỏ nhen, là cổ hủ, là ích kỷ ngay. Và tôi cũng vậy. Tôi ở đây là tác giả nha. Cơ mà tôi thì cũng thế.
nhưng mà cũng chính vì cái nhìn thoáng hơn, nhưng lại không được hướng dẫn bài bản và đúng đắn, nên cũng đã xảy ra không ít hệ lụy. Và một trong số đó là nạn phá thai ở Việt Nam. Vì vậy, việc giáo dục tình dục và văn hóa tình dục là một việc hết sức cần thiết trong xã hội hiện nay. Các bạn cần phải chủ động hơn, tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định tiến tới một bước xa hơn trong tình cảm. Hãy yêu văn minh và làm tình có văn hóa. Hãy yêu nghiêm túc và làm tình có trách nhiệm. Vậy thôi. Tứ khoái, bài tiết. Trước khi đọc tiếp thì xin lưu ý phần này chống chỉ định cho người đang ăn, bà mẹ có thai hoặc là đang cho con bú. Có người nói, toilet là phát minh vĩ đại nhất của loài người. Ngẫm lại thì quả không sai chút nào. Lúc mà tôi đang còn nhỏ, đó là cái thời mà còn chưa du nhập cái kiểu toilet phương Tây như bây giờ đâu. Hoặc nếu có thì chắc chỉ có những nhà nào trên thành phố. Còn nhà vệ sinh ở nơi quê nghèo thì thường chỉ là chuồng xí hay là cầu tõm. Hoặc nếu nhà ở gần cánh đồng thì thôi. Ôi trời cao lồng lộng, đồng không bông quạnh, không gian thì thoáng mát, tao vô tư xả lũ, rồi vô tư ngửi shit của chính mình. Ôi giời. Nhà tôi thì đối diện một con sông, hễ nhà bị mất điện, mỗi lần muốn đi tiểu hay đại tiện, tôi lại phải chạy ra cái cầu tõm ở giữa sông. Mục đích chính là để toàn bộ sản phẩm của tôi trực tiếp rơi tõm xuống sông, không phải mất công xuống nước. Giời, quá là thông minh luôn. Mỗi tội hơi có lỗi với môi trường một tí nha. Nơi tôi ở cũng gần biển, nên mỗi cuối tuần, bà tôi thường đưa tôi và em trai đi tắm biển. Có lần đang tắm, tôi thấy có thứ gì đó đang trôi giặt vào theo con sóng, cách tôi một khoảng không xa. Nhìn kỹ, thì hóa ra là một cục shit khá to. Tôi khá xúc động và nghĩ, lẽ nào đây là một quả mà tôi đã gieo trước đó? Nhân quả là có thật, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi anh em ạ. Nhưng mà quả này thì tôi có thể xin từ chối không nhận. Nghĩ vậy, tôi lập tức vào bờ, và từ đó không bao giờ đến vùng biển này nữa. Những cái chuồng xí, cầu tõm hay nơi để xả nỗi buồn mang tên cánh đồng quá sức tổn hại đến môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Mỗi năm có gần 1,5 triệu trẻ em chết vì tiêu chảy, một cái chết vô cùng vô lý nếu như mà có nhà vệ sinh đúng cách và được cung cấp nước sạch. Nên là nghe người ta bảo, phát minh ra nhà vệ sinh là một cuộc cách mạng. Không có phát minh nào có thể cứu được nhiều mạng sống hơn và cải thiện sức khỏe con người nhiều đến như thế. Tôi đã phải vỗ đùi đen đét để bày tỏ sự đồng tình mãnh liệt này. Quay trở lại với ý nghĩa tứ khoái của sự bài tiết. Khi đang buồn đi vệ sinh mà được đi giải quyết ngay và luôn thì còn gì hạnh phúc hơn, khoan khoái hơn. Ngược lại, đang buồn mà phải nhịn thì còn nỗi đau nào thống khổ hơn chứ. Đau khổ chỉ bằng mất tự do. Đến buồn đi ỉa cũng không cho. Cửa tù khi mở không đau bụng, đau bụng thì không mở cửa tù. Trích trong nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh. Chung quy lại thì tứ khoái chỉ là bốn nhu cầu cơ bản cần có trong cuộc đời mỗi con người. Tùy vào mỗi người thì sẽ xuất hiện thêm nhiều cái khoái khác nhau. Có người khoái lấy giấy tai, có người khoái tắm, có người thì lại thích phỗ mông đen đét khi làm tình. Tôi thì một trong những cái mà tôi khoái nhất đó chính là những khi được đọc một đoạn văn như đoạn này mà lại hiểu được tất cả cái hay thì dẫu ăn một món ăn ngon đến đâu cũng không thích bằng. Sướng lắm. Trích trong đời thừa của Nam Cao. Nhưng khoái nào rồi cũng sẽ thay đổi theo độ tuổi, trải nghiệm, môi trường. Chỉ có tứ khoái là mãi trường tồn với con người. Xin được phép kết thúc bài viết bằng bài thơ tứ khoái của nhà thơ Bùi Chí Vinh. Ăn ăn cho đã lúc thèm, ngủ ngủ cho sướng những đêm thức dòng, yêu cho đã lúc nằm không, thải ra cho đã những lần bón kiêng. Phải lời nhắn lão tề thiên, tội chi không liệm phòng kiền kim cô. Ok, hết rồi đấy. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spreadroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.